Mình xin chào mọi người nha. Bây giờ mình cùng mình đi đâu nhỉ? Cứu hộ xe mọi người. Với xe đến đâu rồi? Có nghĩa là nó bị hỏng cái gì nhỉ? Bị hỏng nghe nói là cái bánh nó lắc hết rồi. Đấy, gọi điện vào cho biết là nó hỏng như thế nào không nhỉ? Bây giờ cùng mình đi xem nào. Nó xe đấy nó bị sao? Gọi lâu lắm rồi. Xong là mình đang làm ở nhà xong là không đi được. Wow, đây đang chặt cây lắm. Bụi, xe vừa qua bụi kinh khủng, bởi vì là đường còn rất là nhiều đất đấy, đâm ra nó bụi mọi người ạ. Xe thì gọi vào thì bảo là không đi được rồi, xong là gọi cho mình đi xem nếu mà cái gì nhỉ, cái bánh nó hỏng thì phải tháo lên trên này mà làm chứ mọi người nhá. Có nghĩa là phải tháo lên trên quầy mình mà làm ấy. Vì là làm tại chỗ ở đấy thì có khi là không làm được. Nếu mà bị lan hoa gì đó là không làm được tại chỗ đấy nha mọi người. Nhưng mà phải thay lan hoa gì đó ấy, là không làm tại chỗ đấy được. Đi đâu đây? Xe ở đoạn nào đấy không rõ là đoạn nào rồi, chắc ngay dưới này
chắc là mấy cái xe này rồi. Rồi đây là mọi người, đâu xe nào, xe về đâu, xe như nào, quả này vẫn lên được trên kia mà. Úi dồi ôi, bị lan hoa mọi người ơi, bị lan hoa hỏng hết rồi. Cứ đi từ từ đi đường mà. Lan hoa đã rụng hết rồi. Ăn ca. Ừ. Quả này hỏng hết rồi. Quả này phải thay lan hoa nhá. Không thay lan hoa thì không được rồi. Bị đứt hết lan hoa rồi còn cái gì nữa? Được. Được. Tháo luôn trên ở đâu? Tháo luôn trong này luôn chứ. Xong là đem lên trên kia mới làm được cơ. Đây không làm được đâu. Ừ. À không uống nữa, làm thôi. Khiếp chưa mọi người ơi, dùng như kiểu là cái gì luôn á. Lan hoa nó rụng hết rồi mọi người ơi. Đây mọi người nhá, có một số lan hoa là không còn nữa đâu, đi hết luôn rồi. Đừng cho ai mà nghịch cái đồ này nhá, tí là thiếu là không lắp được đấy. Quay đầu đấy. Thank you.
Rồi lấy về nhà làm thôi. Trời ơi và ôi trời ơi. Eo hốc đều nó mới lá bỏ. Cầm họ cho cái này cơ. Xe ai đấy? Xe của họ chiếc dưới này mà. Sao là
xong là nó bị hỏng, nó bị hỏng cái đứt hết làn hoa luôn, đứt hết làn hoa luôn. Trời, đi dưới này mà cái dép còn tuột bố luôn, tuột không 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 tuột không nhạt luôn. Đi tạm này tí đi nhặt xong má nó rơi luôn. Đấy, rồi ôm cái lốp, bởi vì ôm khó quá đây, xong là không không tiện xuống xe luôn. Rồi bắt đầu làm thôi mọi người ơi. Quả này phải làm rồi, không làm thì không được rồi. Đây, tan hoa đứt sạch luôn, còn mấy cái. Thế này còn đi đi thế nào còn được nữa. Thành công à? Thành công ra lấy tiền không? Bao nhiêu bảo? Nói chung là ối dội ôi luôn rồi mọi người ạ. Nói chung gọi là ối dội ôi luôn rồi, bởi vì nó hỏng hết rồi. Tầm tiếng nhá mọi người nhá, tầm tiếng mới xong được. Quả này có nghĩa là bộ lan hoa đan nó như thế thôi, nó phải tầm tiếng mọi người ạ, mấy cân ok đi được hết, nó lại như thế nhá mọi người nhá. Còn mời cha cha. Mai chủ nhật không? Ok.
Nói chung là cái xe, những xe đi lâu là nó dơ dơ lan hoa, là nói chung là mình không cân lại là nói chung là nó đứt hết đấy mọi người. Cho nên nó dơ dơ một tí là mọi người phải cân nó lên nhá. Nhưng mà có thể là nếu mà lan hoa lâu quá ấy, nói chung là nó dỉ hết đấy. Tóm lại nói chung là cân thì cũng không được đâu mọi người nhá. Bởi vì là cân là nó bị đứt luôn. Cân là bị đứt luôn mọi người ạ. Có nghĩa là nó dỉ quá thì tóm lại nó dơ quá thì mọi người thay đi. Không ai đi dọc đường hỏng là úi dồi ôi luôn mọi người nhá. Mình chỉ biết nói mỗi câu úi dồi ôi cho mọi người thôi. Mọi người hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi nhá. Nói chung là mình trong khi quay video nói chung là mình cũng hay nói, nói chung là nó đôi lúc nói chung là mình nói tích cực lắm mọi người ạ. Điều đấy thì để cho mọi người thực hiện thôi. Còn mà mọi người không thực hiện thì cái điều đấy mình cũng chịu. Nói chung là nếu mà mọi người không thực hiện ấy, tóm lại nói chung là mọi người tự làm khổ mọi người thôi. Nó là như thế mọi người nha. Lan hoa Yamaha mọi người đây. Đó. Nhìn rõ không? Yamaha. Nói chung là làm cái đàn cái lan hoa này, làm cái lan hoa này nói chung là nó rất là lâu nha mọi người nhé, nó không thể nhanh được đâu nha mọi người nha. Nó rất là lâu đấy.
Đó, trong khi mình vặn xong hết các thanh rồi, bây giờ mình lại test lại một lần nữa xem chỗ nào nó vanh hoặc chỗ nào quá. Ok nha mọi người nha. Đó, thẳng phương luôn. Đó, giờ lắp lốp các kiểu vào là ok nha mọi người nha. Vái trưởng, cái chân van nơi là cái chân van, mày không vào sao? Úi giời, ok mọi người, căng đét luôn. Đã xong nhé mọi người nhé, bây giờ đi lắp nữa là ok mọi người nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi lắp mọi người nhé. Xong là đi xuống dưới nhặt cái chân dép này nữa. Cái chân dép lúc đấy là bị rơi xong là mình không nhặt đâu, tí chả biết còn gặp không. Chung là mọi người theo dõi kênh của mình ấy, thì mỗi ngày mỗi
mỗi ngày một câu chuyện đấy mọi người nhá. Không làm lốp thì thay xăm, không thay xăm thì làm máy, không làm máy thì làm rồi, nói chung là nó đủ kiểu mọi người ạ. Cách của mình này, cách tổng hợp tổng ra này, tổng lại nói chung là có cái gì mình quay cái đấy lên mọi người ạ. Đó mọi người theo dõi. Có nghĩa là con trong cuộc sống của mình nó diễn ra như nào xong là mình quay như thế. Ôi chà, sóc. Ôi chà, hôm nay làm đến đâu rồi? Ông đẹp. Ờ, thông trường. Đi thay lắp thay xăm ấy. Dưới kia. Đã lủng đây. Ai à, tiếp kẹt vào đây nha. Quay trưởng. Chắc dép mình đấy nhá. Dép vào đây. Đấy. Ngoài đường kìa. Trời ơi. Tắt xe đồng hoàng xong mới lấy được. Vãi trường. Đây mọi người. Khổ như thế. Vẫn là vãi trường mọi người nhá. Có nghĩa là lúc đấy là dừng thì tóm lại nói chung là đang đi nhanh nữa, thôi phải dừng luôn đó. Ra leo. Đi thay xăm đi.
Đây, còn may xe vẫn ở đây chưa? Trời ơi, dừng, còn không dừng được cơ. Ôi trời. Rồi, đi quay đầu đó. Ôi giời ơi, vợ ôi giời ơi. Thằng Nghĩa và thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa và thằng Nghĩa. Làm gì? Hả? Xem lắp như nào à? Hả? Không. Xem bác lắp như nào hả? Ôi cha cha. Ồ đúng rồi, nhặt lên, nhặt vào đây. Ghê vai. Ghê vai của tổ. Phải tháo. Trời. Trời. Ai chà chà. Phương đi đâu? Bữa ra bên này à? Mẹ nó đi, cô đi giỏi thế đấy mẹ nó đi. Biết mình đi còn đi phi mẹ vào cái ránh kìa. Ờ. Nói chung là nó lác lắm rồi ấy. Dụng hết lan hoa rồi gì nữa. Bao nhiêu tiền đấy? 200. 200 à? Ờ. Kêu đưa đi qua bảo ông ấy trả nhé. Ok ok. Rồi rồi. Rồi rồi. Thật công là 200. Thay 100, 100, 100, 108. Rồi ông ok ông ơi. Rồi rồi rồi. Ai chà chà. Chú chiếc đâu mà? Đâu mà? Quả này là bảo nó sắp lên thay má phanh nhá. Trời ơi, nó đấy không nhìn. Ra đến đây mới nhìn này. Ờ, không để ý. Giờ xe. Có mà, quay vlog mà. Ờ, vẫn đang quay đấy. Trên máy kìa, trên xe kìa. Ok, bây giờ đi thoải mái không? Ok ok. Rồi. Thế khóa rồi. Không về sao cái đứa này? Khóa nó ở đây. Rồi rồi rồi. Quả này khi nào bảo đi thấy má phanh nó mới an toàn được. Má phanh nó không an toàn. Quên. Ở đây không nhìn. Ở đây có để ý đâu. Ờ. Ê. Mà xe vẫn vừa đây rồi mà, nhưng mà cái thảo nó cần lên đi đâu ấy, sửa xong rồi xe vẫn vừa.
trên đường về nha mọi người. Nói chung ra thì nó làm nó lâu thôi, làm nó lâu lắm. Không phải thay kiểu thay má phanh nhanh. Ra đây. Đi lại lại cái đường này cũng được khoảng 4 vòng rồi. Yeah.